chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và sau đây là nội dung chi tiết của kênh mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi hà tăng hiếm hoi khoe hà nhóc tỳ ái nữ chân dài cao ngang anh cả từ lâu, Tăng Thanh Hà được xem như ngọc nữ màn ảnh Việt, có được sự quan tâm của công chúng cùng nhiều dự án phim ảnh tạo tiếng vang. Thế nhưng, nữ chính Bỗng Dưng Muốn Khóc đã quyết định lên xe hoa vào năm 2012 cùng doanh nhân Lâu Y Nguyễn. Từ đây, cô hạn chế tham gia các sự kiện của giới giải trí, thay vào đó tập trung toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ, tiền là ngọc nữ màn ảnh. Thế nhưng, từ khi lập gia đình, Tăng Thanh Hà đã mất hút khỏi các dự án nghệ thuật. Dù rất cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh cùng Lao Y Nguyễn, thế nhưng Tăng Thanh Hà lại giữ thái độ kiên quyết, hạn chế tối đa các chia sẻ về con. Cô chưa từng đăng ảnh chính diện rõ mạch các nhóc tỳ. Cô và chồng đã có hơn 10 năm đồng hành. Vẫn đăng ảnh con nhưng Tăng Thanh Hà luôn khéo léo tránh con bị lộ toàn bộ gương mạch. Mới đây, Hà Tăng đã đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc mình và hai con trang trí cây thông Noel chuẩn bị cho dịp lễ Giáng sinh. Trong đó, sự xuất hiện của con gái thứ nhà Tăng Thanh Hà Lao Y Nguyễn gây chú ý. Cô và các con đã chuẩn bị trang trí nhân dịp Giáng sinh. Hà Tăng và con trai cả trang trí cây thông. Cô bé diện áo thun, quần sót đơn giản, đứng cạnh anh trai và mẹ để trang trí cây thông. Bé Sle Tuy nhỏ hơn anh cả 2 tuổi, nhưng hiện tại đã cao ngang anh. Đến nay cô bé chỉ mới 5 tuổi, thế nhưng người xem có thể dễ dàng nhận thấy Chloe dường như hưởng trọn ghen tốt từ bố mẹ với đôi chân dài thon thả, thẳng tắp. Khoảnh khắc gây chú ý của ba mẹ con vì chiều cao của Chloe cô bé dùng tiếng anh và nhắn với mẹ những lời ngọt ngào. trước đây dù vẫn thường đăng ảnh con trên các trang mạng xã hội, nhưng Tăng Anh Hà nhất quyết chỉ chụp những góc sau lưng, nhiều nhất cũng chỉ góc nghiêng. gương mặt các con luôn được nữ diễn viên khéo léo giấu đi. vẫn đăng ảnh con nhưng Hà Tăng chọn các góc khó thấy mặt. Tháng 12, 2021, Tấn Thanh Hà đã hạ sinh con thứ ba. Ngày cô sinh, các thành viên trong gia đình đều có mặt và vây quanh nhóc tỳ vừa chào đời. Dù không lộ mặt các con, nhưng bất kỳ khoảnh khắc nào có các bé, trang cá nhân của Hà Tăng cũng thu về lượng tương tác khủng. Loe, chơi cùng ba lo y nguyễn. Vợ chồng cô luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà và ông xã được quan tâm khi vừa tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Buổi tiệc nhỏ tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ngoài trời với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết. Vợ chồng họ vừa kỷ niệm 10 năm đám cưới. Ở cổng lối ra vào, người xem có thể thấy được hình ảnh cả gia đình của Tăng Thanh Hà. Dù là ảnh chính diện, tuy nhiên vì cô chỉ sử dụng bức vẽ lại nên gương mặt của những đứa trẻ cũng không quá rõ ràng. Bức ảnh gia đình Hà Tăng được vẽ lại. Hiện tại, hình ảnh chuẩn bị đón Giáng sinh của gia đình Tăng Thanh Hà vẫn đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.